Chào anh em, tôi là cậu Vàng và tôi rất thích làm bim. Chúng ta cùng tiếp tục xe di những thứ bạn không ngờ tới nhé. Dô. Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy dùng cầu thang bộ. Khi cô hồn gặp cô đơn. Rồi rồi, mày xong rồi. Trước khi cưới. Sau khi kết hôn. Mẹ tôi luôn nhắc nhở đi xe ra đường phải hết sức cẩn thận và an toàn. Khi bạn ở độ tuổi 30 và nhận ra xương khớp có vấn đề. Âm thanh cứ quen quen sao ấy nhỉ? Hình ảnh tôi và anh người yêu sau 2 tháng mới gặp lại nhau. Trung bình mấy khứa coi YouTube kiểu. Thông thường một bom xịt sắp chiếu sẽ kiểu. Cái trailer. Nội dung phim. Đón xem phần tiếp theo ở đây anh em nhé.